Xin chào các em Chúng ta sang bài một số ID là 104 Bài toán này thì minh họa cho bài toán liên quan đến H cộng o 3 trừ Câu số 77 trong đề thi minh họa của bộ dành cho các bạn sinh năm 2003 Ở bài toán này bài toán rất cơ bản Nhưng vấn đề là các em phải xử lý gọn trong thời gian ngắn nhất trong phòng thi Ở đây thầy có 17,44 gram Rất nhiều chất các em thấy không thể đặt ẩn được rồi Như vậy chắc chắn các em quy đổi rồi Thành kim loại Và cái gì nữa Và oxy oxy cho phần trăm về khối lượng rồi Các em tính được mol luôn là 0,2 mol luôn Cộng HNO3 HNO3 các em cho số mol sẵn là 0,804 Nhưng người ta nói rằng là dùng dư 20% so với lượng phản ứng Như vậy các em chia cho 1,2 Thì ra số mol phản ứng là 0,67 mol Y của thầy thu được gồm có Ion kim loại à, Kim loại N cộng NO3 trừ và H cộng dư Không có NH4 cộng Lý do vì sao thầy khẳng định điều đó Là bởi vì người ta bảo rằng Khi cộng NHH cho vào Y Thì không có khí bay ra Chứng tỏ không có NH4 cộng rồi Khí N2 và khí N2O có đặc trung đặc điểm là cùng 2 liter Có nhiều bài toán người ta cho các em Liên quan đến bảo tàng nguyên tố liter Thì các em chú ý hộ thầy Nếu có 2 liter giống nhau như này các em nghĩ đến bảo tàng nguyên tố liter ở bài toán này nó cho tỷ lệ mol là 2 chia 3 Các em gọi là 2x và 3x đi Không có gì khó khăn cả Đó Và đề thi yêu cầu là gì? Tìm V này Tức là tìm x là xong Thế để tìm x Các em thấy rằng bài toán này quá đơn giản rồi Nó quá quen thuộc rồi Các em ốp ra thể xong H cộng phản ứng là 0,67 Dùng công thức giải nhanh của thầy sẽ bằng hai lần oxy Cộng với lại 12 lần nitơ cộng với lại 10 lần N2O. Đó. Giải phương trình này các em tìm x thì bằng 0,005. sau khi tìm x được rồi thì V các em tìm ngon rồi. V của thầy tổng là 5x nhân 22,4. Và thay x vào thì các em tìm ra được bằng 0,56 lít Và đáp án thầy có đáp án A. Đó, A luôn rồi, rất là ngon lành luôn.